Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lấp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị và hôm nay sẽ còn có những quyển sách mà bạn bè mình cảm thấy thú vị. Chào mừng các bạn đến với series Bookshelf Tour, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá kệ sách cá nhân của những con người đang làm những công việc khác nhau và cả giống nhau nữa. Bạn đã bao giờ tự hỏi là những người làm trong ngành công an thì họ đọc sách gì chưa? Khi mà mình ấp ủ cái dự án giới thiệu kệ sách cá nhân á, thì mình đã tình cờ gặp gỡ hai người bạn làm trong ngành này. Hai bạn đều đang công tác tại đơn vị công an thành phố Đà Nẵng và mình rất là bất ngờ với cái gu đọc sách của họ. Đầu tiên thì chúng ta chào nhau trước đã nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Khanh và hôm nay mình sẽ giới thiệu kệ sách của mình. Hello, mình là Cường và đây là kệ sách của mình. Sách phụ sản nha, gu này cũng lạ ghê á. Dưới này là cuốn sách của vợ mình. Thì vợ mình công tác trong ngành y, là bác sĩ, nên là những cuốn sách này đa số là về cái chuyên ngành của vợ mình. Hú hồn ha, cứ tưởng là gu đọc sách của chú công an có hơi khác người. Thì ra là cái kệ sách mà Cường hay đọc là nó nằm ở phía dưới này nè. Thì mình thấy là nó cũng khá là đa dạng. Từ sách ngôn tình, sách self-help, sách du lịch, rồi sách địa lý, lịch sử, chính trị. Theo như chia sẻ của Cường thì cái thời đi học á, thì thường thì Cường thích đọc sách ngôn tình và self-help, đến khi ra trường á, thì lại đọc sách về du lịch, và bây giờ thì bạn ấy đang đọc rất là nhiều những cái dòng sách thuộc về lịch sử, chính trị. Và mình cũng rất là thắc mắc là tại sao Cường lại đọc những cái dòng sách khó nhằn này bằng ngôn ngữ gốc chứ không phải là bản dịch. Và bạn biết là cậu ấy đã trả lời như thế nào không? Hầu như cái quyển về sách về chính trị á, thì mình sẽ chọn, ưu tiên chọn những cái cuốn sách viết bằng tiếng Anh, là bởi vì khi mà đề cập tới một cái vấn đề nào đó về chính trị thì người ta cũng sẽ áp đặt cái ý chí chủ quan của họ vào đó. Vì thế mà mình cũng sẽ ưu tiên chọn những cuốn sách mà về chính trị mà bằng tiếng Anh, để mình cảm nhận được là người viết thực sự suy nghĩ gì mà không phải qua cái phiên dịch. Về ấn tượng thì đây là cuốn mà mình nghĩ là mình cũng sẽ giới thiệu cho các bạn. Secret Empire. Cuốn sách này sẽ nói về tham nhũng. Làm sao để các cái tầng lớp thống trị của Mỹ thực hiện cái hành vi tham nhũng. Thì đây là cuốn sách mà nếu mà các bạn muốn một góc nhìn đa chiều, nhìn rõ hơn về nước Mỹ thì nên đọc. Một cuốn sách mà về mảng chính trị mà mình cũng rất là thích và mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn, đó là Dear Leader. Một cuốn sách của người Triều Tiên, viết về Triều Tiên, về Bắc Triều Tiên trên con đường trốn chạy khỏi đất nước này. Nhờ cuốn này mà mình mới có cái khái niệm là đọc một cuốn sách thì bạn có thể đánh giá được cái hoàn toàn cái ý chí chủ quan của người viết. Ví dụ như là những cái cuốn về Donald Trump thì nếu các bạn biết thì hầu như là rất là nhiều trên các báo đài chính thống thì chê ông này, nhưng mà thực tế là mình vẫn tìm đọc cuốn này, nói về Trump, về những cái thành tựu mà Trump đạt được, về những cái quan điểm, cái chủ trương của ông khi mà lên làm tổng thống của một đất nước, nước Mỹ. Hoặc là về Bill Clinton thì mình thấy là cuốn này cũng nói rất là nhiều về những cái kinh tế, những cái thành tựu kinh tế mà dưới thời tổng thống Bill Clinton đã đạt được. Những cái cuốn sách này thì hầu như những tác giả thì khi mà mình đọc thì mình cũng có thể nhận biết được những cái ý kiến chủ quan của người viết, và muốn hiểu rõ hơn về một cái bức tranh toàn cảnh hơn, khách quan hơn thì các bạn phải đọc nhiều sách hơn nữa. Sách của chú công an thì nói chung là khá là gần với cái gu đọc sách của mình. Nhưng mà mình thì mình chỉ đọc sách bằng bản dịch thôi, chứ mình rất ít khi đọc bản gốc. Vì đọc bản gốc không biết đến khi nào mới đọc xong một quyển luôn á. Còn Khanh thì bạn cũng thấy đó, cái gu đọc sách của Khanh cũng khá là đa dạng. Từ sách tiếng Anh, sách self-help, rồi cho đến sách văn học cổ điển, văn học trinh thám. Và hiện tại thì cái dòng sách mà Khanh quan tâm nhất đó là sách nuôi dạy con. Và chúng ta sẽ cùng nghe cô bạn này giới thiệu về cái không gian sách này của mình nha. Đây là kệ sách dành cho những bà mẹ bỉm sữa như mình. Và có lẽ các bạn sẽ thấy hơi lạ với cái món này. Đây là một cái đồng hồ đếm ngược của bạn bột bột nhà mình. Tác dụng của nó là mình sẽ set up một cái thời gian nhất định cho một công việc bạn ấy phải hoàn thành. Ví dụ như là dọn đồ chơi, ăn tối, hay là thời gian bạn ấy có thể đọc sách. Nói chung là khi mà mình set up thời gian vậy, khi mà đồng hồ nó hết giờ thì nó sẽ reng như thế này. Và bạn ấy sẽ biết là đã hết giờ rồi.
Đây là một cái thứ rất hữu ích, nhất là với những em bé mà tầm tuổi từ 2 đến 3 tuổi thì lúc đó bạn ấy vẫn chưa tập trung nhiều vào cái lời nói của ba mẹ lắm, thì mình sẽ dùng cái cách này để trực quan nhất về thời gian cho bạn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cái kệ sách của mình. Thì đây là những quyển sách mình đã mua và đọc khi mà bắt đầu có bầu bạn Bột. Bạn Bột là em bé đầu lòng nên mình cũng rất là lo lắng. Và mình cũng không biết cầu cứu ai ngoài những cái người thầy từ sách. Quan điểm của mình trong việc nuôi con thì mình muốn là con mình sẽ là một em bé tự tin, độc lập, và mình sẽ coi bạn ấy như một người bạn chứ không phải là con của mình. Mình muốn hai người sẽ cùng nhau tôn trọng nhau và cùng nhau lớn lên rất là hạnh phúc. Đây là hai quyển đầu tiên mình mua. Quyển là Để Con Được Ốm của bác sĩ Trí Đoàn, và một quyển là Chào Con Ba Mẹ Đã Sẵn Sàng của bác sĩ Huyên Thảo. Hai quyển này cung cấp hầu như là khoảng 80% kiến thức về nuôi dạy em bé cho các bà mẹ. Theo cảm nhận cá nhân của mình á, thì quyển Chào Con Ba Mẹ Sẵn Sàng á, nó gần gũi hơn. Có lẽ cũng vì là chị tác giả là một bà mẹ nên viết sẽ các bà mẹ đọc sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng mà quyển này cũng rất là hay, có những kiến thức rất là bổ ích, giống như là không được đổ tội cho cái điều hòa trong việc làm trẻ em của bạn bị ốm. Và tiếp theo là bộ sách Nuôi Con Không Phải Là Cuộc Chiến. Đây là quyển bộ sách gối đầu giường của mình trong 9 tháng thai kỳ và trong 6 tháng đầu tiên sau khi sinh bé thì hầu như ngày nào mình cũng đọc. Trong này thì nó sẽ nói rõ về cách thiết lập chu kỳ sinh hoạt cho một em bé thế nào cho hợp lý. Bộ sách này thì còn bộ mới á, thì gồm 3 quyển cũng về easy, nhưng mà thêm vào đó là có thêm một quyển là Chào Con Em Bé Sơ Sinh, sẽ nói về những cái vấn đề mẹ mới gặp khi mà có một em bé. Nó cũng gần giống như các quyển của các bác sĩ, nhưng mà nó sẽ gần gũi hơn và cập nhật một số kiến thức mới hơn một xíu. Còn quyển thứ hai á, là quyển Easy Nếp Sinh Hoạt Cho Bé Yêu, nói về cách thiết lập sinh hoạt easy cho một em bé theo cái chu trình là ăn, chơi, ngủ và cuối cùng là thời gian sẽ dành cho mẹ trong lúc bé ngủ. Và còn quyển thứ ba thì là quyển Bé Thơ Tự Ngủ. Thì quyển này thì tập trung nói về cách làm sao để tập cho một em bé tự ngủ ngay từ tuần thứ 6 của thời kỳ sơ sinh. Và không phụ thuộc vào ba mẹ, ông bà bồng bế ru lắc hay là một cái gì đó như là tim mẹ chẳng hạn. Thì đối với mình thì mình áp dụng bộ này cũng tổ bía là khá thành công. Và Bột nhà mình bây giờ đã 2 tuổi vẫn là một em bé easy. Còn tiếp theo thì hiện nay thì mình đang bắt đầu đọc một số cuốn như là Mỗi Đứa Trẻ Đều Có Thể Ăn Ngon Miệng. Quyển này thì mình bắt đầu đọc khi bạn Bột khoảng 5 tháng, khi mà bạn ấy bước vào giai đoạn dặm. Và sau đó thì tầm khoảng hơn 1 tuổi á, thì là thời kỳ khủng hoảng của các bạn, thì mình bắt đầu để tự kiềm chế bản thân thì mình bắt đầu đọc những quyển như thế này về cách xử lý khi con vạ, con khóc, hoặc là cách kiềm chế tính bản thân người mẹ. Vì mình cũng tự nhận ra rằng là cái điều quan trọng nhất khi nuôi con thì mình không phải là rèn con mà rèn chính bản thân mình. Còn bây giờ thì bạn ấy đang khủng hoảng tuổi lên 2. Vì vậy mình đã tạo thêm quyển kỷ luật giới hạn về khi nuôi dạy con, đặt ra những cái điều bạn ấy có thể làm và không thể làm khi ở nhà. Quyển thứ hai là quyển Phương Pháp Đếm 1-2-3 Kỳ Diệu, đối phó với những cơn ăn vạ đột xuất bất ngờ của bạn một cách hiệu quả mà không có sử dụng đến đòn roi. Đây là một quyển cũng khá là hay, kỷ luật tích cực với trẻ em. Còn cái quyển Chờ Đến Mỗi Giá Trẻ Muộn thì nói về cách khai mở những cái tiềm năng của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi qua thông qua các hoạt động ngoài trời và các hoạt động ở nhà mà không phải đến một cái lớp kỹ năng bất kỳ nào cả. Còn ở đây có một quyển siêu to khổng lồ. Đây là quyển Đọc Vị Mọi Vấn Đề Của Trẻ. Thực ra
quyển này với bộ Easy nó hơi giống nhau. Nó cũng là nói về cách thiết lập mà vấn đề ăn ngủ của con, kỷ luật hành vi khi mà bé trước 1 tuổi. Sau 1 tuổi thì mình nghĩ mình sẽ chuyển sang những cái quyển này, nó sẽ hợp lý hơn. Quyển này thì nó hơi dày một xíu nhưng mà nó viết rất là chi tiết về cách hiểu một đứa trẻ, nhu cầu của bé về bản tính từng đứa và cách áp dụng sao cho hiệu quả cái phương pháp tự ngủ. Còn đây là một quyển đặc biệt một xíu, là một quyển Mẹ Nhật Nuôi Con Ngàn Tên. Quyển này mình mua khi chưa có em bé, mình đi hội sách với chồng khi mà tụi mình đi trăng mật và tụi mình cùng nhau cầm quyển này và hơi mỉm cười vì nghĩ tới em bé tương lai nên mình đã mua quyển này. Nó cũng mình nghĩ là nó không hợp với mình lắm, nhưng mà đây là một quyển sách kỷ niệm nên mình giữ lại. Đây là tất cả sách của mình về nuôi dạy em bé và mình nghĩ là mình sẽ đọc thêm nhiều nữa. Thực sự nếu bạn tập Easy, nếu bạn tập Easy và bạn tập chuẩn, chắc chắn bạn sẽ có được thời gian của bạn trong cái chữ Y cuối cùng, cao tham. Khi em bé ngủ bạn sẽ có 2 tiếng đồng hồ thảnh thơi. Mình rất hy vọng là tất cả các bà mẹ đều sẽ dành nhiều thời gian cho cái việc tìm hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái hành trình cùng con phát triển giống như Khanh. Đến đây thì bạn cũng đã thấy là cái gu đọc sách của hai bạn này gần như chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Và nhìn vào cái kệ sách của họ thì rất khó để có thể đoán được là họ đang công tác trong cái ngành nào. Và mặc dù là cái gu đọc sách không giống nhau, nhưng hai bạn này đều có một cái sự quan tâm đặc biệt dành cho ngoại ngữ. Bạn cũng thấy rất là trên các kệ sách của họ có rất là nhiều cái đầu sách tiếng Anh cũng như là sách bằng ngôn ngữ gốc. Khanh thì ngoài cái việc là giao tiếp tiếng Anh cũng tương đối tốt rồi á, thì còn đang tự học thêm tiếng Hoa. Còn Cường thì ngoài tiếng Nhật ra thì bạn rất là thông thạo tiếng Anh. Và bạn có cảm thấy thắc mắc là tại sao một cái người làm việc trong cái lĩnh vực công và gần như rất là ít giao tiếp với người nước ngoài lại có một cái sự quan tâm đặc biệt như vậy dành cho ngoại ngữ hay không? Và bạn, khi mình đặt cái câu hỏi này với Cường á, thì mình cũng đã rất bất ngờ với câu trả lời của Cường. Đối với em thì tiếng Anh mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Thì ngoài cái công việc em làm ở nhà nước 8 tiếng một ngày ra thì bản thân em cũng, khi mà biết tiếng Anh thì cũng tạo điều kiện cho em rất là nhiều, được làm những cái công việc khác mà mình không nghĩ rằng là mình có thể làm được. Hiện tại thì em là đã từng là phiên dịch, biên dịch và đang là giáo viên tiếng Anh, thì em thấy rằng là tiếng Anh mở ra cho em nhiều cái khả năng mới, nhiều cái cơ hội mới để em có thể trải nghiệm, để em có thể có cái nguồn thu nhập tốt hơn. Yeah, sự học bao la, quay lưng là bao la sách luôn. Thực sự thì ngoại ngữ nó cũng là một trong những cái chìa khóa mở ra những cái cánh cửa kiến thức. Mà kiến thức thì nó sẽ giúp cho mình gia tăng cái sự hiểu biết, từ đó thì có được cái góc nhìn rộng hơn về cuộc sống, cũng như là nhìn thấy được những cái phương thức tối ưu để giải quyết những cái vấn đề của chính mình. Và để cảm ơn hai người bạn đã nhiệt tình chia sẻ kệ sách cá nhân trên kênh của mình, thì mình cũng có 2 món quà nhỏ dành tặng cho hai bạn. Đầu tiên đó là cuốn Biến Động, một ấn phẩm mới can do Omega Cộng phát hành. Cuốn này được Bill Gates khuyên đọc nha. Nó nói về khủng hoảng và cách các quốc gia đã ứng phó với khủng hoảng. Mình nghĩ là nó khá hợp với gu đọc của Cường. Chính vì vậy đây sẽ là cuốn dành tặng cho chú công an. Khi mà mình nói chuyện với Khanh thì được biết là Khanh đang rất là quan tâm đến quyển Ông Trăm Tuổi Trèo Qua Cửa Sổ. Đây là cái cuốn nằm trong danh mục sách chờ đọc trên kệ của mình cũng khá lâu rồi. Vì vậy mình quyết định là sẽ tặng cho Khanh đọc trước. Các bạn nhớ để lại chia sẻ của bạn về những quyển sách bạn đang đọc trong phần bình luận. Và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé.